cổ phần dịch vụ Bến Thành, Bến Thành Tourist vừa vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Sự kiện là mốc son ấn tượng, đánh dấu thành công trọn vẹn cho hành trình 30 năm hình thành và phát triển của một trong những thương hiệu du lịch hàng đầu Việt Nam. Ra đời trong bối cảnh đất nước bắt đầu chuyển mình hội nhập với thế giới, hành trình 30 năm của Bến Thành Tourist gắn liền với sự phát triển của du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng như cả nước. Từ những bước đi đầy bỡ ngỡ thổi ban đầu, đến nay, Bến Thành Tourist đã vươn lên vị thế top 10 công ty lữ hành uy tín nhất tại Việt Nam. Chuỗi trung tâm, chi nhánh, văn phòng và đại lý du lịch Bến Thành Tourist đã có mặt ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, cũng như đặt mối quan hệ với hơn 40 hãng lữ hành quốc tế của hơn 25 quốc gia vùng lãnh thổ. Các đường tour được hoàn thiện và làm mới liên tục để thỏa mãn tối đa nhu cầu của du khách. Trên thị trường du lịch MICE, tên tuổi Bến Thành Tourist gắn liền với thành công tổ chức các đoàn MICE quy mô lên tới hơn 3.000 khách trong nước và quốc tế là lựa chọn uy tín, đảm bảo thành công cho các chương trình du lịch kết hợp khen thưởng, hội thảo, hội nghị của doanh nghiệp. Thì hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 30 năm thành lập Bến Thành. Thì trong cái nhân sự kiện này, thì Bến Thành Tourist được rất vinh dự lớn lao được nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước quyết định. Thì qua cái chặng đường 30 năm, cán bộ công nhân viên đã phấn đấu hết sức mình để mà đạt được những thành tựu ngày hôm nay. Thì toàn thể tập thể Bến Thành Tourist trong chặng đường suốt 30 năm, các cán bộ đã cống hiến và đã dựng lên Bến Thành. Đây là một trong những cái niềm vinh hạnh của Bến Thành Tourist và đã động lực để chúng tôi tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, bên cạnh nghi thức đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Bến Thành Tourist cũng tiến hành tri ân các cán bộ nhân viên đã gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp phát triển doanh nghiệp xuyên suốt 3 thập kỷ, cũng như công bố các mục tiêu chiến lược phát triển trong tương lai, chinh phục những tầm cao mới và đưa thương hiệu Bến Thành Tourist vươn tầm thế giới.